động viên Công Phượng về, hay là em chia sẻ Công Phượng là gửi là bảo nên về hay là thế nào hết. Và dù đạt được cái này em Phượng nó sẽ không làm theo những cái gì của em nói đâu. Là chúng em hiểu nhau mà chúng em biết là suy nghĩ được nhau. Ok, em bảo đối với em là em suy nghĩ 3 năm đối với em là đỉnh cao, nhưng đối với Phượng nó nghĩ khác thì là nó sẽ suy nghĩ những cái vấn đề khác. Thì đó là cái điều mình không thể nói được, suy nghĩ của từng người. Nhưng mà cả thể như kiểu anh vừa nói là ok em tập ở bên Hàn mặc dù không được thi đấu nhưng mà em phát triển được. Bây giờ mọi người vẫn chưa thấy xem Công Phượng đã. Tất nhiên là ở bên Nhật cầu thủ hơn ở Việt Nam rất là nhiều, hơn cầu thủ Việt Nam rất là nhiều. Ok, nhưng mà mọi người vẫn chưa xem Công Phượng đá, mọi người vẫn chưa biết là Công Phượng hiện tại đang đá như thế nào, vẫn đang biết phong độ của Công Phượng như thế nào, vẫn không biết Công Phượng phát triển thế nào. Đó, cái đồ đó mình cứ không biết được rõ ràng. Đây là thật ra em cũng đã nói, đừng nói việc sinh hoạt bên ngoài không, rất là cô độc rồi, rất là cô đơn, nhưng cô độc hơn cô đơn, rất là cô đơn. Tại vì là chỉ mỗi mình tập xong mình chưa về nhà và chỉ ở trong nhà đến ngày hôm sau đi tập. Bây giờ mình đi bên ngoài mình có người yêu hay là mình có vợ con các thứ rồi, mới là tập về mình gặp người yêu hay gặp vợ con ấy thì tất cả mọi thứ nó đều rất là thoải mái, nó nhẹ bớt đi là tại vì cân bằng của cuộc sống là thay vì mình có một mình như thế. Sinh nhật có một mình, em tự chụp ảnh một mình em đăng lên, tất cả mọi thứ đều làm một mình ấy. Anh bà thì cũng rất là yêu quý, rất là thương. Tại vì có đợt thì thầy Bắc cũng xuống chỗ đó, xuống cho em và thầy cũng xuống ăn ở đấy. Và hai bà cũng biết. Tất nhiên thì đối với em thì quyết tâm lớn nhất của em khi về Thép Xanh Nam Định là được đẩy trước vô địch. Tại vì dù sao câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đầu tư rất là nhiều, mua tất cả các nhiều cầu thủ thì mục tiêu duy nhất là phải vô địch. Thể trạng của người Việt Nam thì em không biết là như hay không phải người Việt Nam mà thể trạng của em không biết là em đạt đỉnh cao được bao nhiêu năm nữa. Em 27 rồi, chắc chỉ 3 năm tới thôi. Nếu mà không được danh hiệu gì ấy, thì thật sự em cảm thấy rất là tiếc với cái sự nghiệp của mình. Nếu mà mình đá bóng mà mình không đạt một danh hiệu nào của cấp cao nhất của Việt Nam thì đó là một cái điều mà em nghĩ là đối với em, đối với bản thân em, đó là em nghĩ đó là một sự thất bại đối với bản thân em. Trong cái khoảng thời gian ở bên Hàn Quốc ấy, em thật sự là em bị áp lực rất là nhiều. Và khi có bàn thắng, nhất là có bàn thắng với đội tuyển quốc gia, mà cái điều đó em cũng không có nghĩ đến đâu. Tại vì em nghĩ là thôi cố gắng về thi đấu ở Việt Nam thì ghi bàn thắng ở những trận Nam Định để mình giải tỏa trước. Mình không nghĩ là đến cái trận đấu của mình được ghi bàn này, trận đấu của đội tuyển quốc gia. Vì nên là em cảm thấy rất là vui vì điều đó. Bàn thắng đó sẽ giúp em thật sự giúp em giải tỏa rất là nhiều. Em cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình và nói chung là em chẳng biết là ra cái đội tuyển đến bao giờ, nhưng mà được thi đấu ở đội tuyển và đi đấu ở AFF Cup cuối năm thì phải vô địch. Người ta cũng bảo trước khi giải nghệ em cố gắng vô địch thêm cái AFF Cup nữa cho nó vui cửa vui nhà, sau này có gái để kể. Văn Toàn đang sống trong những ngày phải nói là tuyệt vời nhất từ trước đến nay, ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, ghi bàn ở cúp quốc gia và ghi bàn cả ở V-League nữa. Văn Toàn bây giờ như thế nào? Cái trạng thái tâm lý nào, cảm xúc ra sao? Tất nhiên là em sẽ rất là vui khi mình đã có rất nhiều bàn thắng mà thật sự quan trọng nhất là những bàn thắng của em là đều giúp đội giành chiến thắng, nên đó là điều khiến em vui hơn. Như bao đợt khác rồi em nghĩ như vậy, tại vì em đã trải qua rất là nhiều điều, nhiều thứ ở trong cuộc sống bóng đá của em những năm qua rồi, nên em sẽ cố gắng giữ cái tâm trạng như này bình thường để tiếp nhận, vì dù sao thì đây cũng là những cái trận đấu đầu tiên của mùa giải, sẽ còn rất nhiều trận khó khăn sắp tới. Em rất là mừng, em rất là vui, em đã tận hưởng cảm giác đó. Nhưng mà sẽ cố gắng em giữ lại cái khoảnh khắc đó để em cảm thấy tự tin hơn để đánh những trận đấu tiếp theo. Hãy nói về bàn thắng đầu tiên đi. Khi mà em từ Hàn Quốc trở về, bàn thắng đầu tiên lại là bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, mà lại bàn thắng mở tỷ số trong cái trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup. Một cái bàn thắng mà có lẽ là rất nhiều người đang nhìn thấy một cái sự cởi bỏ áp lực, và có thể là cái sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của Văn Toàn nó sẽ thay đổi từ đây. Thật sự thì đối với nhiều người thì chắc là thấy em ghi bàn thắng ở trên đội tuyển quốc gia em sẽ cảm thấy rất là lạ, tại vì nhìn hình ảnh của em ghi bàn và đây là trận đấu đầu tiên nữa. Thì em vẫn còn nhớ là đợt vòng loại World Cup đợt trước em cũng được thi đấu chính thức, cũng gặp Thái Lan em có cơ hội nhưng mà rất tiếc là không ghi bàn. Thì bây giờ em đã có cơ hội và em đã ghi được bàn, em rất là vui vì điều đó. Thì đơn giản là trong cái khoảng thời gian ở bên Hàn Quốc ấy, em thật sự là em bị áp lực rất là nhiều, và khi có bàn thắng, nhất là có bàn thắng với đội tuyển quốc gia, mà cái điều đó em cũng không có nghĩ đến đâu, tại vì em nghĩ là thôi cố gắng về thi đấu ở Việt Nam thì ghi bàn thắng ở những trận Nam Định để mình giải tỏa trước, nhưng không nghĩ là đến cái trận đấu của mình được ghi bàn này, trận đấu của đội tuyển quốc gia. Vì nên là em cảm thấy rất là vui vì điều đó, bàn thắng đó sẽ giúp em thật sự giúp em giải tỏa rất là nhiều. em cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình, và em cũng không biết là tương lai như thế nào, nhưng mà em nghĩ là em đã có cái nhìn khác về bản thân mình và có cái tiếp cận từng trận đấu khác so với những cái đợt trước mà em đã tiếp cận trận đấu. Trong cái khoảng thời gian em ở bên Hàn Quốc ấy, em đã được tập luyện, thi đấu các cầu thủ, nói thẳng ra là hơn trình độ của mình, và em đã học được rất là nhiều điều. Cái cách em nhìn với tập luyện và thi đấu một cách nó khác hơn, một cách nó nhìn tổng quan hơn, thì em biết em đã thiếu những cái gì, và em tập luyện và một có giai đoạn mà em dù không được thi đấu nhưng mà em đã học hỏi rất là nhiều, và em được tất cả mọi người chia sẻ hơn rất là nhiều. Phải nói là mình cũng rất là may mắn, thật sự rất là may mắn khi mà có một giai đoạn thì trước những cái trận đấu gặp Philippines ấy, em cũng nói chuyện với anh Việt Thắng. Anh Việt Thắng hồi xưa cũng là một tiền đạo rất là hay, anh có truyền lại kinh nghiệm cho em, anh ấy nói những từ, em nghĩ là những cái từ đấy thật ra nếu là chỉ những câu chuyện bình thường thôi, nhưng mà rất là nhẹ nhàng thôi, rất là kiểu những chuyện hàng ngày thôi, chỉ có chia sẻ những cái lời. Anh cũng chỉ bảo là không, anh không có dạy em một cái điều gì, anh không nói cao siêu cái gì, anh chỉ truyền đạt lại những cái gì mà anh ấy đã từng làm, và nhờ những cái chuyện mà anh ấy nói thì em cảm giác ok, mình bây giờ mình cứ nhìn vào thôi một cách đơn giản nhất, mình đã sao làm mọi thứ trên sân một cách đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, thì hy vọng là may mắn sẽ đến với mình. Anh Việt Thắng ấy bảo là đôi khi những cái buổi mà tập sút ấy, hay là tập dứt điểm ấy, thì em Thắng chỉ bảo là đừng nghĩ mọi việc quá cao siêu hay như thế nào hết, chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình, tại vì anh biết là em có rất nhiều thứ để đã có rất nhiều thứ rồi, nên chỉ cần nhẹ nhàng, chỉ nhiều bóng nhẹ nhàng, chạm bóng một cách gọi là thoải mái nhất, đúng tư thế nhất, là khi đó sẽ hàng ngày sẽ như thế. Cứ nghĩ mọi việc là nó như thế hàng ngày nó sẽ thành quả, nó sẽ đến với mình. Thì đấy, những câu chuyện đấy tưởng chừng là rất đơn giản thôi, thật ra em cũng là nghe cũng rất là nhiều người nói rồi, nhưng em cũng đã biết rồi. Mình hồi xưa mình nghe, mình có giai đoạn mình đã làm được, nhưng sau đó mình lại quên mất, sau đấy mình chợt nhận ra, nhớ lại các thứ thế. Đấy, đó là những điều mà khoảng thời gian vừa rồi em đã được học rất là nhiều. Nói chung là những cái điều mà được rất nhiều người đã đừng nói, nhưng mà đôi khi anh Việt Thắng anh đã nói lại cái đó thì em cảm thấy rất là ok, rất là đúng với bản thân em. Nhiều khi mình tĩnh lại một tí, cởi bỏ áp lực đi một tí, thì có khi mình lại là chính mình với những cái đẳng cấp của mình. Thực ra hôm nay khi mà bước vào cái cuộc phỏng vấn với Văn Toàn thì anh chỉ nghĩ một điều là đây là một sự cởi bỏ. Một sự cởi bỏ sau một khoảng thời gian áp lực rất là nhiều. Văn Toàn lên đội tuyển từ rất lâu rồi, nhưng mà để mà có một cái vị trí chính thức thì nó vẫn là một cái điều gì đấy Văn Toàn phải cố gắng. Thậm chí là sau vòng chung kết U23 châu Á, Toàn đã từng chia sẻ là đấy là cái mình vui với niềm vui của toàn đội thôi, chứ còn riêng về cá nhân là Toàn cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà với cái trận đấu với Philippines và Iraq, hai cái trận đấu vừa rồi, Toàn gần như là thay đổi hoàn toàn, một vị thế mới, một cơ hội mới, và được thi đấu nhiều hơn thì đương nhiên cơ hội ăn bàn nó sẽ nhiều hơn, và đó là bàn thắng khởi đầu cho đội tuyển. Nó cởi bỏ áp lực rất nhiều. Toàn có thể chia sẻ cho mọi người biết đây không phải là cái bàn thắng đầu tiên của Văn Toàn, nhưng mà nó sẽ là một cái bàn thắng mà có thể đưa cái sự nghiệp quốc tế của Văn Toàn nó rẽ sang một cái hướng thuận lợi hơn, theo đúng như những gì em mong muốn. Tất nhiên là em mong muốn là những điều như thế, thế hy vọng là cái công hiến của mình cho đội tuyển quốc gia của mình sẽ lớn hơn và sẽ nói thẳng ra sang một trang mới, mình giúp cho đội tuyển thành công hơn. Đó, nhưng mà thật sự thì bàn thắng đó cũng đã giúp em rất là nhiều. Thật sự em mỗi lần em nghĩ lại bàn thắng đó, mình đã mà làm được những cái điều đó, mình đã vượt qua tất cả mọi thứ để mình làm được cái điều đó. Bằng năng lực của mình đã cố gắng, mình chiếm suất đá chính để mình thi đấu và mình ghi bàn và đội giành chiến thắng. Bàn thắng như vậy nó giúp em, khiến em rất là thoải mái nhập cuộc trong những trận đấu với cả đội tuyển, mà tất nhiên là áp lực rồi, tất cả các trận đấu đối với cầu thủ nào sẽ có rất nhiều áp lực thôi. Khi mà nhập cuộc trận đấu em được nghĩ mình đã làm được những cái điều như thế rồi, tại sao trận này mình sẽ không nghĩ là mình sẽ làm được hơn như thế. Tại vì dù sao thì mình đã và đang và đã từng vượt qua những cái áp lực này rồi, bây giờ mình đã có thành quả như vậy rồi, thôi mình sẽ cố gắng để vượt qua. Đấy là những tâm lý trước trận đấu. Hồi xưa em thẳng trước những trận đấu ấy, em thường hay nghĩ là hôm nay thực sự mình có làm được không, thực sự mình có cơ hội để mình thay đổi được không, mình có thi đấu mình có thể ghi bàn được không, mình có thể kiến tạo được không. Tại vì đối với em mà hồi trước em xuống em tiêu cực là nếu đối với em mà em thi đấu trên sân mà không ghi bàn, không kiến tạo thì đó là thất bại đối với em trong trận đấu. Đó, em luôn suy nghĩ như thế. Cái điều đó em nói với mọi người rất là nhiều. Thì những cái điều như thế nó khiến em cảm thấy rất là áp lực, nhưng mà tại vì có những điều như thế thì mới có Văn Toàn ngày hôm nay. Tại vì em đặt cái yêu cầu như vậy thì em nỗ lực hơn để đạt được những cái điều như thế, thì đó là phong cách của em và đó là cái suy nghĩ của em. Em nghĩ là đối với em hiện tại trong tương lai thì đội tuyển Việt Nam sẽ còn rất là nhiều trận mà em cũng không biết là em sẽ thi đấu ở đội tuyển quốc gia để đến bao giờ, thì em đang cố gắng hết sức mình. Rồi dù sao thì được đấy, đội tuyển quốc gia cũng là mơ ước của tất cả các cầu thủ ở Việt Nam. Thì đó, thì em đang cố gắng. Em không nghĩ là mình phải được thế này, giúp đội phải được thế này kia, nhưng mà em sẽ cố gắng để giúp đội tuyển quốc gia có kết quả tốt nhất. Anh thì hiểu một cách thô mộc như này, đội tuyển tấn công nhiều hơn, như vậy là có cơ hội nhiều hơn cho những cầu thủ tấn công. Và thứ hai nữa là chúng ta chuyển đổi từ phòng ngự mà sang phản công, thì những người mà có tốc độ như Văn Toàn là đương nhiên là một lợi thế rất là lớn. Khả năng khoan phá, khả năng đi bóng, khả năng kiến tạo cũng như là tự ghi bàn. Thì đấy có phải là những cái yếu tố mà tạo cho Văn Toàn một cái cơ hội lớn hơn đội tuyển và nó cũng làm cho Văn Toàn cảm thấy tự tin hơn về bản thân không? Khi mà đội chuyển sang lối chơi tấn công nhiều thì tất nhiên cơ hội cho tất cả các tiền đạo ở phía trên là rất là nhiều, sẽ có rất là nhiều cơ hội. Thì khi đó thì em sẽ tiếp cận được với cả cầu môn nhiều hơn. Nên là những cái trận đấu vừa qua thì nói chung toàn đội cũng đã phải cố gắng rất là nhiều, tất cả các cầu thủ phải cố gắng rất là nhiều, tại vì sao cũng là lối chơi mới của anh em, tất cả mọi người cũng không có nhiều thời gian tập cùng với nhau nên phải cần phải thay đổi, mỗi người đều phải thay đổi. Thì qua như vậy thì thật sự em cũng tất nhiên là khi ở trên đội tuyển thì em phải thay đổi, phải thích nghi với lối chơi như thế. Thì những cái lối chơi như vậy thì em đã quá quen thuộc rồi, tại vì dù sao em cũng là cầu thủ rất thích tấn công. Mọi người biết thì cái điểm mạnh nhất của em là tốc độ, thì khi đội tấn công thì những cái khoảng trống ở phía sau hay là khoảng trống trước mặt thì những điều đó em rất là cảm thấy rất là thích thú, nên là có thể như vậy nên là em tiếp cận cầu môn nhiều hơn và gần đến thủ môn hơn. Văn Toàn có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi ghi cái bàn thắng vào lưới của Philippines, một bàn thắng mà nó giải tỏa không chỉ cho mình Văn Toàn đâu mà nó còn giải tỏa cho toàn đội, trong đấy có cả thầy Philip. Em cũng xem lại. Thật ra lúc đấy em cũng ở trên sân, em cảm giác được xem cũng rất là buồn cười. Thật ra cái quả đầu tiên thì em đang sút, thì em sút vào mông của Tiến Linh, đương nhiên em đang đi bóng, còn lúc em nhìn được bóng mà em đang nghĩ em vượt qua hai người ấy, thì em là nghĩ là sút. Thì đúng là sút thì em thấy Tiến Linh như anh. Bình thường nếu mà sút chơi phải ấy, thì cái phản xạ của mình còn điều chỉnh được, nhưng mà sút trái mình nó bung rồi nên rất là khó để mình nhìn lại. Thực ra thì em sút vào mông của Tiến Linh này có rất buồn cười, nhưng mà sút may quá, bóng đỉnh xuống sau thì em ghi bàn luôn. Ghi bàn thôi vào đấy, rất là vui vì bàn thắng đấy. Sau khi ghi bàn tự nhiên em giải tỏa hết, tại vì mỗi lần giải tỏa hết là các em cảm thấy chân tay rất là nhẹ nhàng, người đó em rất là thoải mái. Chỉ cần em ghi bàn như thế rồi thì sau cái trận đấu đó, tình huống sau em sẽ xử lý bóng rất là nhẹ nhàng, rất là tự tin. Em nghĩ là cả bàn thắng đấy, dù sao đấy là trận đấu đầu tiên mà đá trên sân khách, sân cầu nhân tạo thật sự rất là khó đá. Và em đã tập làm quen cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà thật sự rất là khó đá cái sân cầu nhân tạo đấy. Nhưng mà sau khi bàn thắng đấy, đoàn đội đã cố gắng, đã tự tin tốt hơn. Đó là điều mà em cảm thấy vui vẻ vì điều đấy, rất là hạnh phúc. Động viên nhau, thoải mái bây giờ có bàn thắng rồi, đã sân khách rồi, bây giờ dù sao mình đã sân khán giả rất là đông và đội đã có bàn thắng đầu tiên, thì sau đó đội đã tốt hơn. Em nghĩ là sau những bàn thắng đấy đội đã tốt hơn rất là nhiều và đội đã kiểm soát bóng và tự tin triển khai tấn công. Huấn luyện viên Philip cảm thấy thế nào thì quan trọng điều cuối cùng là đội giành chiến thắng. Cả thể mặc dù em ghi bàn mà cuối cùng đội có kết quả không tốt thì điều đó cũng không hay ho gì hết, nên là dù sao đó kết quả cuối cùng là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và đội đã có những điểm số đầu tiên ở vòng loại World Cup. Các thầy hay là các trợ lý hay là các đồng đội đều đã từng trải qua những trận đấu như thế này rồi, đều đã từng gọi ra rất là nhiều giải đấu rồi, nên bọn em tiếp cận những trận thắng này, ok bọn em vui, ok bọn em hạnh phúc về điều đó. Nhưng bọn em cũng chỉ giữ nó mức độ vui vẻ hơn ngày hôm trước một chút thôi. Tại vì biết vì sao, mấy ngày sau bọn em đã có một trận đấu rồi, Iraq rất là khó khăn, thì đội cũng nghỉ ngơi, ok mình có vẻ vui đêm hôm đấy, vui ngày hôm sau, 2 ngày nghỉ ngơi, ok đến khi bọn em lên máy bay bay về Việt Nam thì bọn em tập trung vào những trận đấu tiếp theo. Tại vì dù sao ở vòng loại World Cup mỗi trận đấu là một trận đấu rất là căng thẳng, tại vì mục tiêu của mình đã có sẵn như thế rồi thì phải tất cả những trận đấu mình phải có điểm, thật ra mình phải có điểm thì mình mới đạt được kết quả tốt nhất. Bọn anh là những người làm về truyền thông, bọn anh quay những hình ảnh, bọn anh phân tích về những cái cảm xúc rất là nhiều. Và trong một khoảng thời gian rất là dài, anh để ý Văn Toàn thì cái hình ảnh em ăn mừng ấy, những cái bước chạy của em ấy, anh thấy nó thanh thoát hơn rất nhiều. Và anh thấy là em đã có một sự thay đổi về chất. Và chắc chắn đối với rất nhiều người thì cái chuyến đi Hàn Quốc, mỗi người sẽ định nghĩa nó thành công hay không thành công. Nhưng mà đối với anh thì nó đã tạo ra một phiên bản Văn Toàn hoàn toàn khác. Văn Toàn có thể chia sẻ được những cái sự khác biệt đấy không? Chắc chỉ có nhiều người khác hoặc là những người có chuyên môn nhìn em có thay đổi như nào không, cái đó em không rõ được. Nhưng mà thật sự thì cái khoảng thời gian với Hàn ấy, em tập luyện, thi đấu và học hỏi được rất là nhiều thứ. Và đến khi em về Việt Nam, huấn luyện viên ở bên Hàn vẫn nhắn tin chia sẻ cho em, chia sẻ với em là em phải nên làm cái gì, phải làm thế nào, phải tập cái gì, phải nên làm thế nào. Đấy, chia sẻ rất là nhiều điều để em tự tin vào cái cơ thể hơn và giúp em có được cái thể trạng tốt hơn của em của những năm trước. Thì em không biết phải nói là tại vì nói rất là nhiều thứ, phải tập những cái buổi chọn này, cái buổi chọn này hay là những cái động tác này. Thì trước em nói về thể trạng trước. Thể trạng thì ở bên đấy em va chạm rất là nhiều. Thì toàn với cầu thủ to cao. Rất là to cao hơn mình mà họ cái thể trạng của họ rất là lớn và va chạm rất là nhiều. Thì những cái lần đầu tiên em sang thì em cũng kiểu hạn chế va chạm đấy. Để em cứ kiểu quen rồi mà. Nhưng mà đến khi huấn luyện viên nói với em, huấn luyện viên trưởng nói với em là mày phải va chạm với đội nó đi, đừng có nhường. Nhường là bị thiệt thôi. Thế là ngày em va chạm nhiều, em thành quen. Thì hồi trước em đá va chạm ấy, tại vì là đối với em là em mà va chạm ấy thì em mất sức rất là nhiều. Nhưng mà khoảng thời gian em tập luyện rất là nhiều. Bên đấy em va chạm rất là nhiều, em thành thói quen của em rồi. Nên đôi khi em va chạm mà rất là nhiều nhưng mà cảm thấy rất là bình thường, rất là nhẹ nhàng đối với em. Đến khi em về thì em cảm giác mọi chuyện nó cũng nhẹ nhàng thôi. Đối với em bây giờ nó va chạm các thứ nó rất là nhẹ nhàng thôi. Mặc dù tất nhiên mình cả cái thể trạng của mình không thể nào trong một 2 ngày, trong 1-2 năm là có thể phát triển một cách mạnh mẽ được, nhưng mà mình có kinh nghiệm va chạm hơn. Tại vì mỗi ngày mà mình va đập với cái cầu thủ to cao nhiều quá thì thành mình có kinh nghiệm va chạm với họ hơn. Thì đấy, đó là những cái điều mà về thể trạng. Còn đối với thể lực thì nói thẳng là cường độ tập luyện với Hàn rất là cao, rất là lớn. Hàng ngày em tập thật ra rất là mệt mỏi. Cái khoảng thời gian em cũng kiểu trong đó khoảng thời gian chấn thương, em đã tập cùng với cả huấn luyện viên rất là nhiều bên đấy. Xác định là khi mà lúc em về ấy, mặc dù rất là buồn khi mà thi đấu bên đấy nhưng mà cũng tập luyện với cả bác sĩ với cả huấn luyện viên đấy để dù sao giúp cho mình tương lai của mình hơn. Thì cái phần thể lực em tập rất là nhiều. Em thẳng câu là có nhiều hôm mà em tập cái cả thể lực với cả huấn luyện viên ở bên đó, trưa em không ăn được cơm luôn. Đều rất là bình thường. Đi cùng đội ăn cơm ấy, để tập riêng mà đội ăn cơm em chỉ ngồi thở thôi, mình tập thở thôi, ngồi uống nước thôi, ok. Xong nghỉ ngơi tất cả mọi thứ, đến khi mình về nhà, mình, ok, đến khi mọi thứ sức mình có khỏe lại rồi, thì mình mới về nhà mình nấu cơm mình ăn, mình để bổ sung tất cả mọi thứ. Đấy, khoảng thời gian em tập như thế rất là nhiều, tuần nào cũng có 1-2 buổi như thế. Thì đấy thì cái thể lực với thể trạng của em đã lên. Thời gian đầu tiên ở khi về Việt Nam thì thật sự khí hậu ấy, về khí hậu một chút thì em bị không khỏe, không được tốt lắm nên là em bắt nhịp hơi bị chậm. Mà còn xong khoảng sau đấy cái trận đầu trận đến trận thứ 3 câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh ở sân nhà thì lúc em cũng đang nói mọi người đến trận này thì tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn và mình đang ổn hơn rất là nhiều về sức rồi. Đến bây giờ em cảm thấy thể trạng của em thẳng vẫn còn đang chưa cảm thấy 100% là thật, nhưng mà em đã cảm thấy nó bước chân hay tất cả mọi thứ, bước chân bước chạy của em ấy, nó nhẹ nhàng hơn. Thời gian này hơi tự tin quá nhưng mà mong mọi người thông cảm là về mặt tốc độ thì mà đứa cái này em nghĩ là khi em ở trên sân em xác định em đã chạy rồi đấy, thì trong đầu em cứ có một sự tự tin rất là em biết không phải là lạ không thì em sẽ thắng hết tất cả mọi người, em sẽ nghĩ em sẽ vượt qua tất cả mọi người về mặt tốc độ. Và khi trên sân và khi mỗi lần em xác định em lướt qua là em chắc chắn em sẽ lấy được bóng hoặc là em sẽ cướp được bóng và em đi được bóng. Đó là trong cái đầu em luôn suy nghĩ mỗi lần ở trong sân như vậy. Sang bên đấy thì chế độ dinh dưỡng nó có khác gì ở đây không? Hay là cái cường độ tập nó có nặng hơn so với ở Việt Nam? Thật ra thì cái cường độ của bên đấy, thời gian tập thì như nhau nhưng mà cường độ tập thật ra thì ở bên đấy nó khác ở Việt Nam. Nó nhanh hơn mà nó mạnh, nó nặng hơn. Dùng mấy cái từ mà mạnh quá thì cũng không hẳn đúng mà là hơn Việt Nam nhiều quá thì ý em không chê ở Việt Nam. Thì tất cả ở Việt Nam rất là tập tất cả mọi thứ rất là ok. Việt Nam là nằm ở mức này đi thì bên đấy nó cường độ nó chỉ ở mức trên này một chút thì đấy nó sẽ là như thế. Thì dù sao mình cũng tập ở Việt Nam, mình cũng đã ở đội tuyển quốc gia và mình cũng thi đấu rất là nhiều giải đi ở cấp độ châu lục rồi nên là không thể nói là Việt Nam tập ít vì thể lực của Việt Nam không tốt, vì bên tập nhiều. Tại vì mình đã quen với cái cường độ bên ở Việt Nam nó chỉ tập này rồi, mà dưới sang đấy mình sẽ đến bước lên tập này thì nó lúc đầu khả năng hơi bị hốc nhưng mà mình tập nhiều cái thành thói quen là nó đã giúp cho mình có cái nền tảng thể lực tốt hơn. Anh thấy cơ bắp của em rất phát triển. Hôm trước cũng ở sân Thiên Trường anh hỏi thì hình như là có tăng hơn 2 kg cơ đúng không? Giai đoạn đấy thì em tập rất là nhiều. Thì đấy cái giai đoạn mà em kể với anh đấy là mình tập với cả bác sĩ với cả huấn luyện viên đấy rất là nhiều. Thì cái cơ bắp mình tăng rất là nhiều. Mặc dù nhìn em thật ra nhìn mọi người nhìn mặt mũi em ấy hay là nhìn chân tay ấy nhìn cảm giác ôi sao nhìn hơi gầy mọi người gầy nhưng mà thật ra cơ bắp của em nó tăng rất là nhiều. Nói thật từ lúc mà nói chuyện với anh đấy đến bây giờ em tăng thêm phải 2-3 cân nữa. mà toàn là cơ thôi. Em không biết là tăng về cơ hay là... Bởi vì anh nhìn thấy cái cỡ người ấy, cái body size của em ấy vẫn như cũ. Quần áo thì chắc chắn em vẫn mặc size cũ. Nhưng mà cái cơ của em, anh nhìn thấy đặc biệt là cái cơ đùi này. Cái cơ đùi này của em là rất to. Đúng rồi, thật ra cái cơ đùi là hai cơ mà em tập nhiều nhất. Tại vì là huấn luyện viên cũng chia sẻ là bây giờ mình có tốc độ rồi. Có tốc độ rồi, xong huấn luyện viên muốn em phát triển thêm những cái cơ đùi. Nếu mà đọc thêm những cái bài mà huấn luyện viên chia sẻ thì em sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thế huấn luyện viên bên thể lực đã cho em những bài tập về chính là cổ chân, hai về đùi, cơ đùi, bài phối hợp vận động về cơ đùi các thứ. Khoảng thời gian đấy em tập hai bài đấy rất là nhiều và em nghĩ cơ đùi em bây giờ cũng đang tốt dần hơn và khỏe hơn rất là nhiều so với mọi năm. Cái thời mà Toàn bị cái chấn thương vai ấy, nó kéo dài đến khoảng tầm 70 ngày đúng không? 70 ngày em không thi đấu. Thời gian đấy của Văn Toàn như nào và cái chấn thương của em cụ thể lúc đấy là nó như nào? Nói chung là cũng không phải là chấn thương. Đây em bị ngã, đập thì đó thời đó em ngã vì đây đến bây giờ tay em vẫn chưa duỗi thẳng được lắm. Duỗi thẳng bây giờ đỡ nó bị khớp này, vai với cả ấy, khớp cổ tay với cả này thì khi mà mình tập tạ mình đẩy lên đấy hay là mình chống chiều chống đẩy ấy, không duỗi được thẳng. Nên là chân tay nó bị cong như này, hơi cong này thì nào em phải băng cái gối bên lại. Thì ta lúc khác đấy thì mình tập, tất nhiên mình tập gym nên mình không thể nào cầm một tay mình tập hay mãi được. Mình chỉ tập nhẹ nhàng hơn nhưng mà mình đa phần mình tập thân dưới. Khoảng thời gian đấy em thật là buồn vì là khi mà về đội tuyển xong quay lại thì cũng huấn luyện viên cũng nói chuyện với em bảo là huấn luyện viên cũng muốn là em quay lại để thi đấu nhưng mà quay lại khác thì lại bị chấn thương như thế. Không là nó cứ chấn thương xong thì có vài chuyện vấn đề về câu chuyện ngoài lề ở bên Hàn Quốc thì thôi em không muốn nói chia sẻ. Thì đấy nó sẽ làm mọi thứ nó khiến em cảm thấy rất là mệt mỏi. Ok, thì em nói chuyện với huấn luyện viên rất là nhiều. Nên về Việt Nam tìm lại được cái cảm giác thi đấu của mình. Anh thì anh luôn luôn nghĩ ở trong đầu khi mà Văn Toàn sang Hàn Quốc thì tập thì rất lên. Tức là cái sự thay đổi về mặt con người, thay đổi về mặt tư duy, tất cả mọi thứ đều rất lên. Nhưng anh nghĩ là cái cuộc sống của em ngoài sân cỏ ấy, nó sẽ khá là đơn độc. Bởi vì là cái đại bản doanh của em thì nó cách xa Seoul cũng khá là xa. Rồi một thân một mình như thế. Đặc biệt là khi mà bị chấn thương rồi thì nó buồn kinh khủng. Không được thi đấu rồi rất nhiều những cái. Toàn có thể chia sẻ một chút về những cái quãng thời gian đó để mọi người hiểu hơn, để đồng cảm với em hơn. Thật ra em cũng đã nói, đừng nói việc sinh hoạt bên ngoài không rất là cô độc rồi, rất là cô đơn, nhưng cô độc hơi quá, cô đơn, rất là cô đơn. Tại vì là chỉ mỗi mình tập xong mình chưa về nhà, mà chỉ ở trong nhà. Đến ngày hôm sau đi tập hàng ngày đấy thì em sẽ không có cái sẽ bình thường ở Việt Nam thì là ngồi bình thường đấy, không biết là tối vì đang ngồi đạp luyện xong tối nay bạn bè rủ hay ra ngoài uống nước đấy thì mình không biết là nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mà ở bên Hàn Quốc thì em đã biết được em về tối nay em ăn gì, tối nay em làm gì, đến ngày hôm sau em làm gì, đến ngày hôm sau nữa tất cả những ngày đó em đã biết làm cái gì là đường giờ đường phút em đã biết làm cái gì những ngày đó rồi. Nên là việc như nó khiến cảnh rất là cô đơn, thật ra nó rất là cô đơn đấy. Thật ra em là một người là phải ở Việt Nam chứ, em là một người thường hay ở trong phòng, em hay ít ra ngoài lắm. Nhưng mà đến khi mà em trải qua những cảm giác như thế nhá, ngay cả trải qua những cảm giác mà mình đã thi đấu nước ngoài và thi đấu và không được thi đấu mà bị áp lực rất là nhiều, mà trải qua cảm giác đấy, lần đầu tiên mà khiến mình cảm thấy nó tâm trạng mình nó buồn như thế. Nhưng mà không thể nào mà rất khó để tìm để vượt qua được cảm giác đấy. Tại vì nói thẳng ra mà mình chưa có kinh nghiệm nào để mình vượt qua cái đó. Với cả thứ nhất là hai là mình không có mối quan hệ nào với cả bên ngoài. Ví dụ là thay vì bây giờ mình đi bên ngoài mình có người yêu hay là mình có vợ con các thứ, mới là tầm về mình gặp người yêu hay gặp vợ con ấy thì tất cả mọi thứ nó đều rất là thoải mái, nó nhẹ bớt đi, cân bằng cuộc sống. Là thay vì mình có một mình như thế. Sinh nhật cũng một mình đấy. Sinh nhật em cũng một mình. Sinh nhật em một mình em được, tất nhiên em sẽ tặng được mọi người tặng quà. Sinh nhật cũng một mình. Em tự chụp ảnh một mình em đăng lên, tất cả mọi thứ đều làm một mình ấy. Hơi kinh nghiệm cho các cầu thủ nếu mà sau này ra nước ngoài thì nếu mà có người yêu hay là có nên đưa người yêu hay vợ con thì sang ấy để cân bằng cuộc sống nó tốt hơn. Và khi mà Văn Toàn về thì anh còn nghe một câu chuyện là cái bà cửa hàng mà hay bán đồ ăn cho Toàn đấy, bà ấy cảm thấy rất là buồn. Anh cho rằng đấy là một cái điều cũng đáng là vui. Nếu mà tuổi em gọi là bà đúng không? Hai bà. Nhưng mà em hay gọi là mẹ. Thì hay gọi mẹ đến Hàn đấy thì hay kiểu tâm sự kiểu thỉnh thoảng hay ăn đấy. Chúng cũng không có nhiều đâu. Tại vì từ khi em nấu có ăn được ấy, thì em chỉ hạn chế. Cũng kiểu một tuần ăn một hai buổi thôi. Bà thì cũng rất là yêu quý, rất là thương. Tại vì có đợt thì thầy Bắc cũng xuống chỗ đó, xuống cho em mà thầy cũng xuống ăn ở đấy. Hai bà cũng biết, thầy Bắc và cũng rất là thầm ái, đều cũng mời hai người ăn nữa. Khi em về cũng chụp ảnh các thứ, bảo cũng chụp ảnh lại, xong rồi bảo là cũng gửi quà cho bố mẹ em ở nhà, về nhà, bảo tôi về tặng cho bố mẹ ở nhà. Em rất là vui, hai bà bảo nếu mà về Việt Nam thì có điều gì vui vẻ thì chụp ảnh gửi sang cho hai bà. Thì thực ra em vẫn có liên lạc của hai bà mà. Nói chung là những cái kỷ niệm như vậy, mình không đi là sao mình gặp được những người như thế, ở một người nước ngoài, những người như thế mình không thể biết được. Và đấy, điều đó cũng khiến em được những kỷ niệm đáng nhớ của em ở nước ngoài. Mà mỗi khi như này chẳng hạn, gặp anh hay là gặp một người nào đó, gặp ai chẳng hạn, em có thể chia sẻ được, đừng gặp những người này ở bên Hàn Quốc mà mình được thi đấu ra sao ở bên Hàn Quốc. Tất nhiên em là rất là tiếc, thật sự em rất là tiếc. Thì đối với em thì việc được thi đấu ở nước ngoài nó là cái chấp niệm mà rất là lớn đối với em. Mơ của em là luôn được thi đấu ở bên nước ngoài, thì đó là cái điều mà em hướng tới. Thi đấu một khoảng thời gian ngắn như vậy là khiến em cảm thấy rất là tiếc nuối. Em không có thất vọng về cái lựa chọn của mình, em tiếc thôi, nhưng mà em không thất vọng về cái lựa chọn của mình, em không có hối hận về cái điều gì về cái lựa chọn của em hết. Em tiếc, nhưng mà em vui vì mình đã quyết định là về Việt Nam. Khi Toàn về Việt Nam, anh biết là có rất nhiều đội muốn có Toàn, ví dụ Hà Nội FC, ví dụ Viettel. Tại sao em lại lựa chọn Nam Định? Thật ra là em chọn Nam Định, thứ nhất là chú Thiện, chủ tịch ở câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định này, thì chú ấy cũng đã liên hệ với em từ hồi năm em còn hết hợp đồng ở Gia Lai, ngày tháng cuối hợp đồng Gia Lai. Thì em cũng nói với chú là thôi cháu được ra nước ngoài thi đấu hơn. Thì chú vẫn bảo là ok, mọi thứ thì theo suy nghĩ của em. Thì đến khi nói với người đại diện hay là cả mọi thứ, người đại diện là em muốn về Việt Nam thi đấu, cũng có rất là nhiều câu lạc bộ liên hệ. Thì em ấy họ đưa ra những cái yêu cầu, những cái mà em muốn. Thì nói chung là cũng nếu mà kể ra rất là nhiều vấn đề, nhưng mà đến khi em với cả người bảo là ok, về đây, về Nam Định em được những cái gì mà em đã đạt được những cái gì, thì đó là cuối cùng em với người quyết định là về câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Gần Hải Dương quê mình hơn này. Nhất là nếu mà nói gần nhà hơn thì Hà Nội gần, nhà Hà Nội. Nhưng mà nó đạt được nhiều tiêu chí, ví dụ sân Thiên Trường đông khán giả hơn này, và đặc biệt là có tham vọng. Anh tin là chỉ có những đội bóng có tham vọng mới có thể thuyết phục được Văn Toàn. Thép Xanh Nam Định rất là tham vọng rồi, thì đạt có rất nhiều tiêu chí mà em đạt ra. Tại vì em nghĩ là những cái đội này ok có những tiêu chí này nhưng mà nó không phù hợp với em. Là những cái đội ok em về đây, thế nên có đạt những tiêu chí mà rất là phù hợp với em. Và có những câu chuyện mà em đã kể, em đã nói với cả những đồng đội ở đây, mọi người cũng đều rất là ok và có mục tiêu rõ ràng. Thì đó là cái điều mà em hướng tới. Tại vì em cũng không nghĩ là bây giờ em có thể về một đội bóng mà không thể cạnh tranh trước vô địch, thì nói thẳng ra là em cũng không có thời gian để mà chờ nữa. Tại vì nếu mà bây giờ trong khoảng thời gian này, bây giờ thể trạng của người Việt Nam thì em không biết là như, hay không phải người Việt Nam mà thể trạng của em không biết là em đạt đỉnh cao được bao nhiêu năm nữa. Em 27 rồi, chắc là 3 năm tới thôi. Nếu mà không được danh hiệu gì ấy, thì thật sự em cảm thấy rất là tiếc với cái sự nghiệp của mình. Nếu mà mình đá bóng mà mình không đạt một danh hiệu nào của cấp cao nhất của Việt Nam thì đó là một cái điều mà em nghĩ là đối với em, đối với bản thân em, đó là em nghĩ đó là một sự thất bại đối với bản thân em. Mình không cam lòng để nhìn thấy cái sự nghiệp của mình nó lại không có danh hiệu, đúng không? Bây giờ cuộc sống của Văn Toàn như thế nào ở Nam Định này? Em rất là vui, Em nói thẳng ra là em nhiều lúc em vẫn còn chưa quen với cả hình ảnh của Văn Toàn sống tại câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Nhưng anh biết là em đã sống ở Gia Lai 15-16 năm. Nên là em sống tại Gia Lai là bây giờ hơn một nửa đời của em đã sống ở Gia Lai rồi. Là đấy, mà đến khi bây giờ em về Nam Định, em sinh hoạt với tất cả mọi người, em sinh hoạt ở một nơi mới. Thì nếu mà thật ra ở bên Hàn Quốc ấy thì sinh hoạt, nhưng mà nó vẫn là phạm trù khác ở bên nước ngoài ấy. Nó kiểu nó vẫn kiểu so với cả cuộc sống hàng ngày nó rất là lạ, nó rất bình thường, nó lạ nhưng mà nó kiểu mình ok mình đây là dù sao mình sang nước ngoài nó khác. Nhưng mà đến khi em về đây câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, tất cả mọi thứ đối với em rất là lạ, mới mẻ, có rất là nhiều điều mới mẻ, thay đổi hoàn toàn. Tại vì khi em ở câu lạc bộ cũ khác mà khi em về đây nó sẽ khác. thì cuộc sống của em nó cũng thật ra là nó cũng như bao câu lạc bộ thôi, em vui nhưng em gần nhà, em có thời gian về nhà nhiều hơn, gặp gia đình nhiều hơn, mà những cái điều đấy mà hồi trước em được ít làm được, tại vì một phần là mình mà bay đi bay lại mình cũng bị lười ấy, nên là mình không có đấy. Nhưng bây giờ thì dễ dàng hơn, bây giờ em có thể tập xong buổi chiều này, em có thể về nhà luôn, thì chiều sau em đến đây tập thì đó là điều rất là bình thường. Nói chung tìm được một cảm giác khác, của cuộc đời bóng đá của em, nói chung tìm được kiểu cách sống khác để bình thường. Hồi trước em ở Gia Lai em tập xong em ở trong phòng ngày qua ngày mười mấy năm là như thế, nhưng mà em tập xong em có thể về nhà em với bố mẹ gia đình đó, vì có khoảng thời gian 15-16 năm qua thì mình cứ ít về nhà, thì bây giờ mình có thời gian mình tranh thủ mình về nhà, thì đó mình gặp bố mẹ nhiều hơn, gặp nhà nhiều hơn, thì đó nó thay đổi một cái suy nghĩ khác của em, thay đổi về cách sinh hoạt hàng ngày của em như thế. Nó gần với cuộc sống của người trưởng thành hơn đúng không? Em không biết là người trưởng thành giống như là mà em cảm thấy mọi việc nó cũng nói chung là cảm giác khác của em thôi. Hồi xưa là em cảm giác em ok mọi việc nó rất là nhẹ nhàng vậy, nhưng bây giờ cảm giác được về nhà gần gũi hơn rồi đó. Em không muốn so sánh là như nào là tốt như nào là không tốt, thì dù sao thì tất cả mọi thứ đều hình thành lên cái thói quen và cái tính cách của em đến bây giờ. Anh lựa chọn thời điểm này để xin phỏng vấn Văn Toàn là bởi vì anh thấy là thời điểm này là thời điểm tuyệt vời nhất, ghi bàn cho đội tuyển quốc gia cũng ghi bàn, V-League cũng đã có bàn thắng, có kiến tạo, có key pass, tất cả mọi thứ. Và anh thấy là em đang có một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Em nghĩ là sự lựa chọn chính xác của em bây giờ hay không ấy thì cũng nói được. Tại vì dù sao, sự lựa chọn chính xác của em, đối với em ấy, suy nghĩ ấy, là đội là phải vô địch. Đến đó em mới nói lựa chọn của em đến bây giờ là chính xác. Tất nhiên, mình ghi bàn, mình kiến tạo cho câu lạc bộ thì đó là điều rất là vui. Và mọi người cũng hay nói là em về Thép Xanh Nam Định là cảm thấy may mắn hơn, ghi bàn đội tuyển, hợp đất, hợp cái, hợp nước, các thứ thì đây thì ok, nói chung là em rất là vui điều đó. Dù sao thì em đến một câu lạc bộ mới, được khán giả câu lạc bộ cổ vũ và được ghi bàn, ăn mừng, hòa nhịp cùng tất cả, đó là điều rất là vui mừng với cầu thủ rồi. Nhưng mà đối với em, sự thành công hay sự chọn đúng đắn cuối cùng của em là đội em phải cống hiến làm sao đội phải, nói chung em phải đạt được vô địch của một giải V-League, đạt được cái gì đó với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, thì đó là đều đến khi đó nếu mà em có phỏng với anh thì nó là ok, anh đây là cái sự lựa chọn đúng đắn của em. Nhất trí. Toàn tận hưởng như nào những cái trận cầu trên sân Thiên Trường với các khán giả của Nam Định? Thật ra thì em cũng nói thẳng ra là em cũng chưa quen hẳn cái cả không khí lắm đâu, tại vì thực ra là cái khoảng thời gian cái tập với cả đội rất là ít. Khi em về với đội em tập một tuần, xong em lại đi, xong về nhà tập một tuần, xong bắt đầu vào giải luôn, thì mọi việc nó diễn ra rất là nhanh. Thì nó khiến em gặp đồng đội các thứ rất là, cổ động viên rất là ít. Em mới đá mới cái sân nhà có 2 trận, nhưng mà thật sự em đang tận hưởng cái cảm giác cổ động viên Nam Định cổ vũ cho mình hay cổ vũ cho đoàn đội một cách hoàn toàn nó đang dần thích nghi hơn, và em đang hưởng những cái điều đấy, làm quen được với không khí, làm quen với cả sân bóng, làm quen với cả cái sự cổ vũ của tất cả mọi người, thì đó là cái điều mà em đang hưởng những điều đó trước. Em cố gắng, chẳng là hàng ngày em sẽ cố gắng thích nghi hơn với điều đó. Không dễ là bảo là ở cái em đã quen rồi, nói vậy thì không phải, mới chỉ là 2 trận thi đấu với mọi người thôi, còn đâu những cái trận đấu mà mình thi đấu cấp độ đội tuyển ở Nam Định nó khác hoàn toàn với những cái trận đấu mình thi đấu ở câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định với những câu lạc bộ khác ở Việt Nam, thì hai thằng đấy phạm trù khác nhau hoàn toàn. Nếu mà mình ở trên đội tuyển, ok mình đã quen từng trận rồi, nhưng mà khi mình về câu lạc bộ thì nó sẽ là theo một hướng khác nhau. Cứ sau mỗi một trận đấu khán giả lại tìm Văn Toàn, lại xin chụp ảnh, lại xin chữ ký. Văn Toàn cảm nhận như nào về cái tình cảm mà mọi người đón nhận mình? Mặc dù chỉ có mấy trận đấu thôi nhưng mà Văn Toàn đã trở thành một người nhà của người Nam Định. Em rất là hạnh phúc điều đó. Ngay cả những câu chuyện mà như bố mẹ em cũng đi xem ở nhà, em đi xem ngồi trên sân ấy. Mọi người cũng kể với em là mọi người Nam Định là yêu thương con lắm, hay cổ vũ hay động viên các thứ, hay khen ngợi các thứ lắm. Thì bố mẹ cũng bảo hay lên trân trọng cái điều đó để cố gắng thi đấu tốt hơn để dù sao cũng giúp cho người dân Nam Định có một cái niềm vui. Nói chung là niềm vui nho nhỏ cuối tuần hay là những trận đấu thi đấu, để mọi người đã đến sân, mọi người xem đội bóng thi đấu hay, giành chiến thắng, thì đó là một niềm vui dành cho họ, mà cũng cảm ơn các cổ động viên của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã luôn ủng hộ em cũng như toàn đội, hay là cũng như toàn đội trong những trận đấu vừa qua. Thì nhờ có họ thì mới giúp đội có thêm tinh thần đoàn kết hơn để thi đấu tốt hơn, một ngày một gắn bó hơn. Tại vì nói thẳng ra là câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định bây giờ là có rất nhiều cầu thủ mới hợp lại với nhau, để cần phải có thời gian gắn liền lại, chứ không thể nói là 1-2 trận là gắn liền lại với nhau được. Nên là bọn em đôi khi có những sự chệch choạc trong thi đấu, nhưng mà nhìn lên sân, nhìn khán đài, tất cả mọi người cổ vũ thì đó cũng giúp cho cầu thủ ở dưới có tinh thần hơn. Đôi khi những cái tinh thần đó thì nó có thể vượt qua tất cả chiến thuật. Mình có quyết tâm hơn thì mình cố gắng chạy hơn, thì đó là cái điều đó mình phải vượt qua được chiến thuật thì giúp cho các cầu thủ ở dưới thi đấu tốt hơn và đạt được cái kết quả. Em nghĩ là đến kết quả bây giờ cũng rất là tốt cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Thực ra khi mà Văn Toàn về, điều mà anh lo ngại nhất không hiểu em sẽ thích nghi lại với cái môi trường bóng đá Việt Nam như nào. Bởi vì có rất nhiều những đồng nghiệp của em, kể cả những người rất là nổi tiếng như là Quang Hải, về bạn cũng gặp rất nhiều khó khăn để bạn thích nghi lại. Lúc đấy Văn Toàn có cảm thấy áp lực hay không và làm thế nào để em có thể bắt nhịp nhanh như thế? Em cũng không biết là mọi người nhìn thấy em bắt nhịp như thế nào, thì em cũng chỉ nghĩ là vào sân thì làm sao làm cái gì tốt nhất có thể thôi. Có những trận đầu tiên đến trận đầu đấy này, nói thẳng ra là em cũng cần phải bắt nhịp lại nhịp độ thi đấu ở Việt Nam. Có đôi khi em nghĩ không biết làm gì cái sân kiểu như mình chưa quen đấy, và đến khi mà mình cảm thấy ok, mình cảm thấy bình tĩnh lại hơn rồi, nhẹ nhàng hơn rồi, thì tự nhiên là những cái tình huống tiếp theo, những cái xử lý tiếp theo đối với mình trên sân nó cảm giác theo bản năng tự nhiên của em là đã từng trải qua như thế rồi, em đã sẽ làm như thế rồi. Em không biết phải làm cách nào để bảo bắt nhịp nhanh hơn, hay là nhìn lại cách thi đấu của bản thân, nhìn lại cách thi đấu của đoàn đội và nhìn lại cái cách tập luyện của các đoàn đội. Nói thời gian Quang Hải là cái khoảng thời gian Quang Hải về, em nghĩ là bị nhanh quá, bị phát là vào đá luôn. Quang Hải chưa không có thời gian làm quen với cả đồng đội mới, cách thi đấu mới, thì bảo cậu ấy mà bắt nhịp được thì rất là khó. Nhưng mà em nghĩ Quang Hải phong cách của cậu ấy thi đấu là cũng rất là kiểu như cầm nhịp đấy, những người như rất dễ làm lòng quen. Ở những người phong cách của em ấy thì em nó sẽ khác, nên là đôi khi em sẽ dễ dàng tiếp cận trận đấu hơn. Em theo em nghĩ là như vậy. Thì những trận đấu vừa qua thì em càng ngày càng thấy mọi việc nó nhẹ nhàng hơn, vì dù sao em có những đồng đội rất là tốt và những cầu thủ nội, những cầu thủ ngoại. Em nghĩ là cầu thủ ngoại thuộc dạng tốt nhất Việt Nam, nên là mọi việc đối với em cũng nhẹ nhàng hơn so với người khác rất là nhiều. Thực sự có áp lực không? Khi mà vừa mới từ Hàn Quốc về rồi lại ký một bản hợp đồng lớn nhất trong thị trường chuyển nhượng mùa vừa rồi, xong rồi lại biết bao nhiêu sự kỳ vọng, xong rồi lại các đồng nghiệp của mình họ đi nước ngoài về họ cũng lại chịu rất là nhiều những cái khó khăn. Tất nhiên là em rất là áp lực, điều đó rất là áp lực. Áp lực trong bóng đá là điều rất là bình thường. Mà khi mà mình đã trở về từ Hàn Quốc mà mọi người nhìn thấy mình, Văn Toàn đi Hàn Quốc thời gian vừa rồi làm những gì và tập được những cái gì. Đấy, thì những cái chuyện bây giờ sau đó mình đã ở câu lạc bộ ấy, thì thật ra những trận đấu đầu tiên em đá vẫn chưa làm quen đâu, em đá vẫn còn nhiều nhịp bị lỗi đó, chưa đúng nhịp với mọi người đâu. Xong rồi mình đá xong đó, đến khi mình trận đấu mình lên đội tuyển mình lại ghi bàn thì ok mình bảo sao mình đá đội tuyển mình ghi bàn, đá câu lạc bộ được không ghi bàn được. Thì đấy, thì sau khi em suy nghĩ đấy, theo người đến khi trận đấu quốc gia thì em đã ghi bàn, thì bây giờ đến trận V-League em tiếp tục em ghi bàn, thì đến bây giờ em cảm thấy rất là tự tin vào bản thân mình. Em cảm thấy rất là tự tin vào bản thân mình và rất là áp lực. Đường trận đấu đối với em là một trận chiến này rất là áp lực rồi. Em luôn suy nghĩ là lúc trước trận đấu em luôn nghĩ là hôm nay mình phải làm thế nào, hôm nay phải đá ra sao. Gặp tình huống mình sẽ được rất nhiều tình huống trong sân mình hay gặp, hay thể hiện, nên là những cái điều đó thấy cảm thấy rất là áp lực. Nhưng mà những cái áp lực đấy cảm thấy khiến mình rất là thích thú. Nhưng mà áp lực đến nơi để khi mà chỉ có từ buổi trưa trước khi mình đi ngủ ấy, sẽ suy nghĩ như tình huống đến cái buổi trước đi bắt đầu trọng tài thổi còi ấy, mình đã suy nghĩ như tình huống như thế. Nhưng mà đến khi vào trận đấu thì mình cảm thấy rất là bình thường, rất là nhẹ nhàng. Rồi sang mình đã tưởng tượng là những cái tình huống tiếp theo mình đã làm gì rồi, nên là mình sẽ nhập cuộc một cách nó nhẹ nhàng hơn. Đấy là cái sự chuẩn bị của em trong đường trận. Trận gặp Hà Tĩnh Toàn chơi rất hay. Một quả Henry O truyền sang, em cắt quả bóng vào Coutinho vào đánh đầu bật ra và Rafaelson ghi bàn. Sau đó là tình huống là Văn Toàn ghi bàn và một quả đặt lòng sang cho Hồng Duy. Tức là em có key pass, em có assist và em có bàn thắng. Thực sự là một trận đấu rất hoàn hảo. 3/4 bàn thắng có dấu ấn của Văn Toàn. Nhưng con số thống kê đấy có làm cho Văn Toàn cảm thấy là hình như là mình cũng đang bắt đầu đóng góp được một cái gì đấy lớn lao. Ok, có cống hiến cho đội. Ok, mình nghĩ là wow, đến cuối cùng mình cũng đã cống hiến gì đó cho đội rồi. Mình nghĩ là sau trận đấu em mình mọi người cầu thủ, người bạn em động viên vào hôm nay ghi bàn nhé, hôm nay kiến tạo nhé. Nên sau khi em kiến tạo ghi bàn thì em nghĩ là sao hôm nay cũng là trận đầu tiên mình đã cống hiến một cách gọi là đủ nghĩa. Thì đấy, thì qua sau đấy em rất là vui vì điều đó. Thật ra đối với em thì chỉ cần trong sân sau một tình huống đầu tiên mà em xử lý bóng tốt, em đã kiến tạo rồi, hay là em ghi bàn sau tình huống đầu tiên đấy, thì em thấy cả trận đấu em cảm thấy rất là thoải mái và em rất tự tin với kỹ năng của mình khi đến trên sân. Nhưng mà những trận đấu nào mà em mới vào em đã lập bập hay là kiểu dạng không tốt đấy thì em hơi sợ về vấn đề đó. Nhưng mà những cái điều đó em trải qua rất là nhiều rồi, em biết cân bằng được cái điều đó. Nó cái điều chỉnh vào từng trận đấu để mình làm thế nào để cho mình bắt nhịp một cách tốt nhất, để mình luôn có trạng thái tốt nhất. Anh thấy trận đấu đó là trận đấu dường như là Văn Toàn đã đền đáp tất cả niềm tin dành cho Văn Toàn của ban lãnh đạo này, của ban huấn luyện này, của các đồng đội này và của khán giả nữa. Và khi Văn Toàn thi đấu càng thành công, người ta lại nảy sinh ra một câu hỏi: liệu có nên chăng là Văn Toàn nên thuyết phục Công Phượng trở về V-League được không? Văn Toàn có nhận được câu hỏi như này hay không? Vì rất nhiều người bây giờ nói đấy, Văn Toàn đấy đang thi đấu rất là tốt, tại sao Công Phượng lại không về? Văn Toàn đang sợ ở cái tuổi 27, đúng không? Vì mình chỉ còn 3 năm đỉnh cao nữa theo cái quan điểm của Văn Toàn thì Công Phượng sẽ ít hơn. Vậy thì như thế nào nhỉ? Văn Toàn có suy nghĩ gì trước một lời đề nghị như thế? Ví dụ như hôm nay anh sẽ đề nghị Văn Toàn là bằng cái mối quan hệ rất là thân của Văn Toàn, Văn Toàn có vui lòng là thuyết phục Công Phượng về, vì ai cũng muốn là các bạn được chơi bóng, ai cũng muốn bạn thực sự là trở lại phong độ đỉnh cao, không những ghi bàn cho câu lạc bộ mà còn ghi bàn cho đội tuyển quốc gia nữa. Em với Công Phượng nói chuyện với nhau rất là nhiều, thể để nói chuyện về chuyện đi hay ở hay là nên về hay là không nên về. Bọn em nói chuyện rất là lâu rồi, những chuyện như này bọn em nói rất là nhiều rồi. Hai tâm sự với nhau, hai đứa hiểu nhau rất là nhiều. Và Phượng hiểu em như nào và em hiểu Phượng như nào. Động viên Công Phượng về, hay là em chia sẻ Công Phượng là gửi là bảo nên về hay là thế nào hết. Và dù đạt được cái này, em Phượng nó sẽ không làm theo những cái gì của em nói đâu. Hay là cả thể khi Phượng nói em như nào em không thể làm theo Phượng nói, để em hiểu là chúng em hiểu nhau mà chúng em biết là suy nghĩ được nhau. Ok, em bảo đối với em là em suy nghĩ 3 năm đối với em là đỉnh cao, nhưng đối với Phượng nó nghĩ khác thì là nó sẽ suy nghĩ những cái vấn đề khác. Thì đó là cái điều mình không thể nói được, không thể nào tiết lộ qua được, đó là mỗi suy nghĩ của từng người. Nhưng mà cả thể như kiểu anh vừa nói là ok, em tập ở bên Hàn mặc dù không được thi đấu nhưng mà em phát triển được. Bây giờ mọi người vẫn chưa thấy xem Công Phượng đá. Tất nhiên là ở bên Nhật cầu thủ hơn trình hơn ở Việt Nam rất là nhiều, hơn cầu thủ Việt Nam rất là nhiều. Ok, nhưng mà mọi người vẫn chưa xem Công Phượng đá, mọi người vẫn chưa biết là Công Phượng hiện tại đang đá như nào, đang biết phong độ của Công Phượng như nào. Tại vì giờ thi đấu, đúng không? Đấy mọi người chưa biết thế nào, mọi người không biết Công Phượng phát triển thế nào. Đó, cái đồ đó mình không biết được rõ ràng. Đấy là câu hỏi này, và cũng tiếp cận câu hỏi này như là kiểu một người ngoài nghe, xong rồi một người bạn thân của bạn thì hỏi nếu mà nghĩ mày có nên về để thiếu tốt hay không thì em chỉ hỏi đây. Sau đó thì nó bảo nếu Công Phượng trả lời sao thì em chỉ ok, thì cái cảm thấy thế nào thì đó là quyền của Công Phượng. Mình tôn trọng người ta, giống kiểu Công Phượng tôn trọng cái em thôi. Đến khi em bảo em về thì mà đầu tiên của em nói chuyện rất là nhiều, đến khi mà về mà ok nó về thì thế này thế kia, cố gắng thì đây đấy. Bọn em đâu phải là bọn em nói xong phát là làm được luôn rồi. Ví dụ như là mình tiếp cận dưới góc độ công việc nhưng người ta lại có cái sự cân bằng khác, đúng không? Thì cái này rất là khó. Câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, anh muốn Văn Toàn sẽ nhìn vào ống kính, Văn Toàn sẽ nói về cái mục tiêu lớn nhất của mình trong năm nay và cái khát vọng của em trong năm nay, trong cả màu áo của Thép Xanh Nam Định và cả trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Tất nhiên thì đối với em thì quyết tâm lớn nhất của em khi về Thép Xanh Nam Định là được đẩy trước vô địch. Vì dù sao câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đầu tư rất là nhiều, muốn tất cả các nhiều cầu thủ thì mục tiêu duy nhất là phải vô địch. Và mong ước mục tiêu duy nhất của em là mục tiêu về cấp độ câu lạc bộ. Còn về đội tuyển thì em nghĩ là năm tới có rất là nhiều giải, và thứ nhất là có vẫn là vòng loại World Cup, có Asian Cup. Em nghĩ là Asian Cup thì cố gắng thi đấu tốt nhất để được vào vòng sau, rồi sau đó mình sẽ tính sau, tại vì thật ra cũng rất là khó khăn nhưng đối thủ rất là mạnh. Và sau đó là vòng loại World Cup và đến cuối năm là AFF Cup. Thì đó thì mục tiêu AFF Cup lúc nào đội tuyển cũng phải ở Đông Nam Á, thì mục tiêu Việt Nam, đội tuyển Việt Nam luôn là vô địch rồi. Thì em cũng thấy là mục tiêu của em cố gắng để nói chung là em chẳng biết là ra cái đội tuyển đến bao giờ, nhưng mà được thi đấu ở đội tuyển và đi đấu ở AFF Cup cuối năm thì là phải vô địch. Ra cũng bảo trước khi giải nghệ em cố gắng vô địch thêm cái AFF Cup nữa cho nó Vui cửa vui nhà, sau này có gái để kể. Tất nhiên từ trước đến nay em luôn cảm thấy biết ơn vì tất cả các cổ động viên của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định cũng như cổ động viên của cả Việt Nam đã cổ vũ ủng hộ em trong cái quãng thời gian vừa rồi. Thì em hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ em cũng như câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, đội tuyển Việt Nam. Thì nhờ có mọi người thì mới có những thành công của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua. Và có mọi người trên sân Thiên Trường thì mới giúp câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang thi đấu rất là tốt và cố gắng để đạt mục tiêu sắp tới.